Lời đầu tiên khi bắt đầu video này thì mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn quý khán giả theo dõi kênh và chúc các bạn rằng có một ngày nghỉ lễ thật vui vẻ và ấm áp bên những người thân yêu của mình. Và nếu mà bạn không biết làm gì thì mở chuyện ma của tôi lên nghe đi, vì cái bộ truyện ngậm ngài tim trầm này nó đang đến hồi hấp dẫn rồi. Ở tập trước thì chúng ta biết rằng Tùng và A Phone đã hy sinh thân mình để Vĩnh có thể trốn thoát. Liệu rằng anh có trốn thoát thành công? Và cái điều đen đủi hơn nữa là đã bị thầy mo trong cái bản làng người dân tộc trong rừng sâu kia, anh Vĩnh ấy, thì đã bị yểm một con ngải, và anh sẽ sớm chết mà thôi nếu mà không giải được cái ngải này. Vậy thì tình tiết gì tiếp theo? Và liệu rằng mọi ân oán của họ sẽ được giải quyết như thế nào? Xin mời các bạn cùng đến với Ngậm Ngải Tim Trầm tập 5, chương 11, giấc mơ của Tín, con trai tổ. Về cái việc Vĩnh sau khi chạy thoát, không biết là anh băng rừng lội suối bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng đi hết được con suối. Cuối nguồn của nó là một con sông lớn. Vĩnh cũng đã từng đi nhiều nơi, cho nên nhìn sông cái là biết được mình đang ở nơi nào. Vĩnh nhanh chóng tìm được đường mòn dẫn ra đường chính và xin nhờ xe trở về nhà. Đón Vĩnh về bằng một cơn mưa tầm tã, cả người anh tiều tụy gầy còm trông thấy. Bà Mai thấy con về thì ứa nước mắt. Khắp người Vĩnh đầu đầu cũng là vết thương chồng chất, cả khuôn mặt sạm đen và đầu tóc thì như người rừng vậy. Cô vợ của Tùng chẳng biết vì sao thấy nóng ruột. Này có người nói thấy Vĩnh đã về thì cô vội chạy qua. Đúng là Vĩnh về, cô chạy vào nhà để gặp anh mà hỏi. Anh về đây rồi, thế anh Tùng nhà em đâu? Vĩnh đưa ánh mắt đượm buồn, trũng sâu thâm quầng vì mất ngủ, nhìn vợ Tùng rồi thở dài. Bọn anh bị người rừng đuổi bắt, sau đó chạy phân tán ra mỗi người một nơi. Anh khó khăn lắm mới về được đến đây. Anh cũng không biết thằng Tùng và bạn nó chạy theo hướng nào rồi. Bên đám người rừng kia chúng có cả hổ nên bọn anh không dám chạy cùng nhau. Cô vợ nghe thấy vậy đột nhiên khóc lớn. Anh ơi là anh ở đâu, về với mẹ con em đi. Anh ơi là anh Vĩnh, anh nói coi, chồng em có phải gặp chuyện rồi phải không? Anh nói xem. Vĩnh không nói gì cả. Hai người một đứng nghe, một người khóc lóc thảm thiết. Bỗng nhiên Vĩnh đang đứng thì máu miệng hộc ra một mảng, bên trong miệng không ngừng chảy máu, vừa đỏ lại vừa đen. Bà Mai và vợ Tùng thấy thế hốt hoảng la lớn, nhưng Vĩnh không biết gì nữa. Hai người vội đưa anh vào bệnh viện. Khi đến viện họ chụp chiếu rồi thông báo kết quả cho bà Mai. Bệnh nhân bị một căn bệnh lạ, chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân. Phổi và những bộ phận nội tạng trong người hầu như là bị ăn mòn sạch rồi. Giống như là trong bụng cậu ta có một con vật gì đó đang ẩn nấp vậy. Vĩnh nằm viện 2 ngày thì được bệnh viện trả về. Nhưng thực chất là cho về thế thôi, vì bây giờ Vĩnh như một người chết. 2 ngày nay không ăn uống được gì, bác sĩ phải dùng chất dinh dưỡng truyền vào cơ thể. Sau khi đưa Vĩnh về, anh túm lấy tay của vợ Tùng mà nói. Anh có lỗi với em và các cháu. Nếu anh không đồng ý đi chuyến này, chú Tùng cũng không xảy ra chuyện. Anh cũng sắp đi rồi, mong em tha thứ cho anh. Anh đi rồi, mẹ anh đành nhờ vào em cả. Đây là số tiền anh còn lại, em giữ lấy mà chăm lo cuộc sống. Nói vừa xong thì Vĩnh học ra một ngộm máu nữa, rồi anh nhắm mắt xuôi tay. Hai người phụ nữ ôm lấy nhau mà khóc như mưa. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau chứng kiến người thân mất ngay trước mặt mình. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đám tang của Vĩnh là một ngày mưa tầm tã, thằng Tín về bưng di ảnh cho anh. Cả đoàn đưa tang y ạch trong cơn mưa bão. Sau đám tang, cô vợ Tùng cũng suy sụp tinh thần. Cũng may còn có mọi người động viên nên cô mới dần ổn định. Cô còn chưa biết chồng mình sống chết ra sao. Vĩnh là người duy nhất biết được Tùng thế nào thì đã chết mất rồi. Thoáng cái thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua. 3 năm nữa qua đi, đứa con thứ hai của Tùng đã chạy nhảy nô đùa khắp nơi. Nỗi đau canh cánh trong lòng của người vợ chính là 3 năm đi qua mà Tùng cũng chẳng có tâm tích gì. Thằng Tín thì cũng học xong ra trường và đi làm ngay gần nhà. Sáng đi chiều về, vừa chăm mẹ và em, vừa chăm sóc cả bà Mai nữa. Từ ngày Vĩnh mất, bà Mai đổ bệnh liên tục, cũng may là không nguy hiểm tới tính mạng. Mấy hôm nay Tín ngủ thường mơ thấy Tùng. Chẳng biết vì sao Tín lại mơ thấy Tùng đã chết. Trong mơ thì Tùng dặn: "Con nhớ chăm sóc mẹ và em thay bố. Bố xin lỗi ba mẹ con vì ra đi mà không từ biệt. Bố xin lỗi các con. Bố có lỗi với các con." Giấc mơ ấy cứ thế lặp đi lặp lại nhiều ngày nay. Tín vẫn canh cánh ở trong lòng chuyện của bố,
nhưng mà không dám nói ra vì sợ mẹ mình buồn. Cuối cùng là Tín nói chuyện này với một người bạn học cùng ở đại học, bây giờ đang làm khác tỉnh. Người bạn này nói là có thể giúp giải mã giấc mơ. Tín xin phép mẹ vắng nhà mấy ngày, đi qua nhà bạn bên Đắk Lắk chơi. Khi mà qua đến nơi, người bạn tên là Dương ấy thì đã đón sẵn mà nói: "Về nhà tao nghỉ ngơi đã, rồi tao dẫn mày đi gặp ông thầy Mo. Ông ở trong bản cách nhà tao không xa đâu." Chiều hôm đó hai người đi vào trong một cái bản dân tộc, cách nhà không xa thật. Hai người đi đến một căn nhà sàn lụp sụp, Dương mới gọi khẽ: "Già Akim ơi, có nhà không? Già Akim ơi." Bên trên nhà mới có tiếng đáp khẽ: Có tao nhà đây, đi lên đây." Dương và Tín lên nhà sàn. Một người đàn ông gầy tong teo đang cầm cái tẩu thuốc, rít vào nhà khói trắng nghi ngút. Vừa thấy Tín, ông ta thả cái tẩu ra, nhìn chăm chăm vào cậu và nói một tràng: "Trên người mày tao ngửi thấy mùi tà ác vô cùng. Có phải nhà mày có người vừa chết phải không?" Tín vô cùng ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao người này vừa gặp đã hỏi là nhà mình có người mới chết, nhưng mà cậu cũng đáp lại: "Dạ thưa, không ạ. Nhà cháu đâu có ai chết gần đây. Bố cháu thì mất tích 3 năm trước, chỉ có bác cháu là mất thì cũng là 3 năm về trước đó ạ." Ông Akim nghe Tín nói như vậy thì hỏi: "Thật kỳ lạ, tao ngửi thấy người mày có mùi ngải độc. Tuy không còn đậm, nhưng chắc chắn mày đã tiếp xúc với nó. Mà mày lại bảo nhà mày không có ai vừa chết. Kỳ lạ thật đó. Thôi được rồi, dẹp chuyện này qua một bên. Hai đứa tìm tao có cái gì không?" Dương mới nhanh nhẩu đáp: "Akim, có thể giải đáp giấc mơ cho bạn tôi được không ạ? Trong giấc mơ mấy này, bạn tôi thường mơ thấy bố nó tìm về. Lúc nãy cũng có kể cho Akim nghe rồi đó ạ. Mà bố nó mất tích 3 năm trước, chẳng hiểu sao đợt này nó mới mơ thấy." "Tín kể cho già Akim nghe chuyện của mày đi." Tín bắt đầu kể lại câu chuyện mà bố cậu trước đây còn sống đã làm, đó là đi tìm chồng. Kể tất cả mọi chi tiết, kể cả cái chết của Vĩnh cho Akim và những gì cậu gặp trong giấc mơ dạo này. Akim nghe xong thì rít một hơi thuốc dài: "Không ngờ mọi chuyện nó như cái trò đùa vậy. Mày có biết vì sao tao nghe được người mày có mùi ngải độc không? Bởi vì con ngải đó chính là của kẻ thù không đội trời chung với tao. Để tao đoán cái chết của bác mày có phải như vậy không nha. Có phải là bác mày chết vì nội tạng bị ăn mòn hết không? Đi khám thì không ra bệnh. Trước khi chết, miệng thường hay hộc máu ra ngoài." Tín mới ngạc nhiên nhìn Akim. Ông ấy nói rất giống hiện trạng trước khi chết của Vĩnh, giống như là Akim có mặt trực tiếp và chứng kiến cái chuyện ấy vậy. Tín gật đầu thay cho lời nói. Akim lại rít một hơi thuốc: "Nếu mà tao đoán không nhầm ấy, thì bố mày chết rồi. Bác mày thì bị mà ngải ăn mòn nội tạng đến chết. Còn nguyên nhân cái chết của bố mày thì chính là bị người ta giết. Người giết đó cùng tao quen biết. Nó là em trai nuôi của tao. Nhiều năm trước nó làm hại người trong làng rồi trốn đi bặt vô âm tín. Sau đó mới phát hiện ra nó làm thầy mo của một cái bản nào đó tít tận trong rừng không là rừng à. Không ngờ là mấy mươi năm qua rồi tao lại còn nhìn thấy tung tích của nó. Chúng mày cứ ở đây ăn cơm với tao đã, tao kể cho mà nghe chuyện của tao với nó." Nói rồi ánh mắt của già Kim nhìn ra cửa của ngôi nhà sàn, ánh mắt đầy xa xăm. Hơn 30 năm trước, tại một ngôi làng nhỏ ngay chân núi Ngọc Linh, ngôi làng này chính là ngôi làng đầu tiên có ở nơi này. Chẳng biết là nó hình thành từ bao giờ, người thành lập ra làng này người ta thường gọi với cái tên trìu mến là Già Bang. Ông A Bang chính là già làng của làng. Ông có một người con trai ruột tên là A Kim và một đứa con nuôi nhặt từ rừng đặt tên là A Khiên. Năm đó vừa tròn 20 tuổi. Người ở nơi này thì cứ 20 tuổi chính là cái tuổi trưởng thành và tách ra ở riêng, sinh con đẻ cái và được phân phát cho một vài mảnh nương rẫy để làm của hồi môn. Ấy thế mà éo le thay, anh em A Kim và A Khiên lại thích cùng một người con gái y nhạc. Phải nói rằng cặp anh em này đẹp xuất sắc về ngoại hình lẫn sức khỏe. Trong làng này anh em Kim và Khiên được xem là dũng sĩ sau mỗi lần đi săn. Hai người đều biết là mình thích y nhạn. Y nhạn được xem là một bông hoa giữa đại ngàn của ngôi làng ấy. Ánh mắt biết cười, hai chiếc răng khểnh, mái tóc dài thướt tha. Mỗi lần mà cô đi ra ngoài,
hay là lên nương lên dãy thì có hàng tá trai làng theo chỉ để giúp đỡ. Trái tim của Y Nhạn khi đó thì chót trao cho một người, đó là A Kim. Sau khi A Khiên biết được điều này thì cậu ta vô cùng tức giận và ganh tị ở trong lòng. Tuy không có nói ra, nhưng mỗi lần bắt gặp A Kim và Y Nhạn hẹn hò thì y như rằng trong lòng A Khiên như có hàng trăm ngọn lửa đang bùng cháy vậy. Gia Bang năm nay cũng đã hơn 50, sức khỏe vẫn cường tráng và minh mẫn, nhưng ông không muốn làm cái công việc này nữa. Bây giờ ông chỉ muốn làm vài việc lặt vặt ở trong nhà thôi, bởi vì ngoài làm già làng thì Gia Bang còn thêm chức thầy mò nữa. Những bùa ngải ông làm ra đều được người dân trong làng tin tưởng vì nó vô cùng linh nghiệm. Gia Bang cũng truyền lại cho hai đứa con của mình. A Kim và A Khiên tiếp thu rất nhiệt tình, hầu như là tiếp thụ được khoảng 80% những gì ông đã truyền lại. Lại nói đến cuộc tình của A Kim và Y Nhạn, Gia Bang có ý định truyền lại chức già làng cho hai đứa con. Ông không nói mà âm thầm quan sát hai đứa trong bóng tối. Ông muốn nhìn xem đứa nào có tài có đức, tốt với đồng bào thì ông mới nhường lại. Ông không cần thiết đó là con ruột hay con nuôi. Nhưng mà dạo gần đây A Khiên vì không có được người mình yêu nên cậu ta mang một nỗi oán hận ở trong lòng. A Khiên mới học cách chế ra một loại bùa yêu vô cùng lợi hại bằng những gì học được từ Gia Bang. Cuối cùng thì hắn cũng chế ra được một loại bùa yêu mới. Người nào bị bỏ bùa thì chỉ có yêu đến chết một người mà thôi. Và nếu người bị bỏ mà được giải thì cũng phát điên mà thôi. A Khiên tìm mọi cách tiếp cận Y Nhạn để bỏ bùa. Vào cái đợt lễ hội của làng, mọi người cùng nhau nhảy múa, ăn nhậu trong làng, thì A Khiên đã tiếp cận Y Nhạn và bỏ bùa yêu với cô. Sau lễ làng mấy ngày thì bùa phát huy tác dụng, Y Nhạn không còn mặn mà với A Kim nữa, luôn tìm cách lẩn trốn cậu ta. Trong lòng Y Nhạn bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của A Khiên mà thôi. A Khiên sau khi đã có được tình yêu của Y Nhạn thì vui mừng khôn xiết. Nhưng mà cậu ta không biết rằng mọi chuyện mà mình làm vô tình đã bị Gia Bang phát hiện. Ông cũng không ngờ rằng những gì mình dạy cho A Khiên lại được cậu ta dùng để làm hại người như vậy. Quyết không để yên chuyện này, và một tối thì Gia Bang mới gọi A Khiên vào nhà mà nói: "Mày bỏ bùa yêu con Nhạn đúng không? Tao biết hết đó. Nó không yêu mày thì tại sao mày làm thế? Nó yêu anh mày cơ mà. Tao thật không ngờ mày lại trở thành người xấu như thế này đấy." A Khiên cãi lại: "Nhưng mà thưa già, con yêu Y Nhạn, không ai được giành Y Nhạn với con. A Kim là anh phải nhường cho em chứ." Gia Bang mới tức giận đập bàn: "Đã sai mà còn cố chấp. Tao dạy cho mày như thế này à? Bùa ngải để cứu người chứ không phải để hại người. Mà không bùa yêu cho nó thì tao báo cho cả làng biết." A Khiên đứng dậy hùng hổ mới quát: "Già cứ nói coi, tôi yêu Y Nhạn, không ai có thể cướp được Y Nhạn với tôi, kể cả là A Kim." Nói xong thì A Khiên bỏ ra ngoài. Gia Bang ngồi trong nhà lắc đầu không thôi. Không ngờ là A Khiên lại trở thành một người như vậy chỉ vì một người con gái. Gia Bang nói vậy cũng chỉ là do A Khiên thôi, nhưng mà không ngờ cậu ta đem oán hận đổ lên người Gia Bang. Gia Bang thì tìm mọi cách giải bùa yêu cho Y Nhạn, bởi vì ông nghĩ rằng mọi cách làm bùa ngải của A Khiên đều từ ông mà ra. Nhưng mà thật không ngờ rằng sau khi ông giải cho Y Nhạn thì cô bỗng nhiên phát điên. A Kim thì từ khi Y Nhạn bỏ cậu thì suốt ngày say xỉn trong men rượu. A Khiên phát hiện ra Y Nhạn bị điên thì cậu ta biết ngay có người đã phá giải ngải của mình. Trong làng này, người mà phá được ngải đấy chỉ có mỗi Gia Bang mà thôi. A Khiên đem theo lòng tức tối đi tìm Gia. Hai người cãi nhau một trận nảy lửa, nhưng mà không ngờ chuyện đó lại được A Kim nghe thấy. Quá tức giận vì hành động bỉ ổi, A Kim đã đi theo sau A Khiên khi cậu ta vừa ra khỏi phòng Gia Bang. Hai người đánh nhau một trận tơi bời. A Khiên thất thế, cậu ta trốn vào rừng mất hút. A Kim và Gia Bang đã tìm đủ mọi cách chữa bệnh cho Y Nhạn, nhưng mà họ không ngờ rằng thứ ngải mà A Khiên làm ra lại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hai cha con. Có nghĩa là nó đã vượt qua cả phạm trù hiểu biết của Gia Bang. Hai người định bụng là sẽ chờ A Khiên quay về, ép cậu ta đưa ra cách giải bùa yêu. Nhưng họ không nghĩ tới A Khiên trốn đi vào trong rừng và đi mãi mà không thấy trở về. Y Nhạn thì ngày ngày vẫn lên cơn điên, đi khắp nơi trong làng cười cười khóc khóc. Lâu lâu thì xé toang quần áo chạy lên rừng trốn. A Kim vẫn thương cô nên luôn theo sau bảo vệ cho Y Nhạn, tránh những thanh niên khác trong làng nhân cơ hội mà hãm hại.
Trong làng cũng dần dần biết được cách làm xấu xa của A Khiên, vì thế họ cũng ghét bỏ A Khiên. Ai cũng mong ngóng A Khiên đi luôn, đừng có quay trở về làng nữa. Có một đợt thì có người nhìn thấy A Khiên trong rừng, cả làng kéo nhau vào đuổi đánh cậu ấy. Rồi từ đó không một ai thấy A Khiên xuất hiện. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng 2 năm. Trong 2 năm này, Già Bang trao lại chức trưởng làng cho A Kim. Cậu là thế hệ già làng trẻ nhất từ trước tới nay. Tưởng chừng như yên bình cứ mãi mãi tồn tại, nhưng mà họ không ngờ vào một buổi sáng sớm sau Tết của họ. Và Tết của người đồng bào thì khác với người Kinh mình. Dân làng mới phát hiện trong làng bị mất tích mấy đứa trẻ liền. Sáng sớm họ chạy đến nhà A Kim để kêu réo, tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên là mọi người tìm khắp mọi nơi trốn, cũng không hề tìm ra tung tích của mấy đứa trẻ ấy. Cứ như là chúng tự dưng bốc hơi vậy. Tại một nơi cách làng không xa, trong một hang núi nằm lọt trong mảng rừng rậm, A Khiên đang ngồi trong hang. Trước mặt cậu ta là 3 đứa trẻ vừa bắt trong làng. 2 năm qua A Khiên đi một nơi khác tìm cách chế ngải độc. Bây giờ cậu ta quay lại chính là để trả thù. 3 đứa trẻ này bị A Khiên nhậu uống thuốc từ lá cây và đã ngủ say. Sau đó hắn lấy ra bên cạnh chỗ ngồi của mình một cây ngải màu đen tuyền. Bên trên có một bông hoa 2 màu đỏ và màu đen, trông vào ma mị vô cùng. A Khiên đổ ra một bao đất đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong đất này có trộn rất nhiều loại dược liệu để làm tốt đất. Sau khi đổ đống đất, A Khiên vun ở giữa ra thành một cái bầu đất nhỏ, rồi đặt cây ngải vào giữa bầu đất đó, rồi vun đất lại cho cây ngải. Làm xong cái việc trồng ngải, A Khiên cắt máu ở đầu ngón tay, nhỏ vào chỗ bông hoa. Máu nhỏ đến đầu bị cánh hoa ngải thấm đến đó. Sau khi nó cho nó uống 15 giọt máu xong, A Khiên mới dừng lại, miệng thì lẩm bẩm: 2 ngày nữa tao sẽ cho mày ăn đồ ngon. Hắn cho 3 đứa trẻ ấy uống nước sâm để duy trì sự sống. 2 ngày sau, khi mà 3 đứa trẻ đang còn mê man bởi nước thuốc của A Khiên, hắn ta đào 3 cái hố bên cạnh cây ngải, rồi ném cả 3 đứa trẻ con đang sống xuống đó, giống như là chôn sống chúng vậy. Nhưng mà ác hơn nữa, hắn lại để 3 cái đầu nhô lên trên mặt đất. 3 cái đầu chụm lại ngay dưới gốc cây ngải. Trước khi chôn sống 3 đứa trẻ con, hắn đã cắt mạch máu ở tay, cho máu thấm vào trong đất, làm nước tưới cho cây ngải. Cứ thế máu của 3 đứa trẻ thấm ra cây ngải, thì nó hút lấy, từng chiếc lá màu đen dần dần chuyển sang màu đỏ. A Khiên lẩn trốn ở bên trong hang đủ 3 tháng 10 ngày, thì bông hoa trên đầu cây ngải chuyển thành màu đỏ tươi từ thân cho đến lá. Lúc này hắn mới đào ngải lên. Vừa lên khỏi mặt đất thì cây ngải đã héo rũ. Phía dưới cây rễ của nó chia làm 3 nhánh, đâm vào trong 3 cái đầu của 3 đứa trẻ con lúc trước A Khiên đã chôn xuống. Hắn mới dùng dao chặt 3 cái đầu đã bị thối giữa, kéo cả cái rễ ngải lên cùng với 3 cái đầu ấy. Sau đó dùng dao bổ 3 cái đầu lâu ra. Bên trong lúc này lúc nhúc dòi bọ, mùi thối bốc lên khắp trong hàng. Nhưng mà A Khiên thì không có một cái nhăn mặt, mà còn tỏ vẻ vui mừng. Hắn dùng tay vạch cái đống bầy nhầy bên trong 3 cái đầu lâu, trong đó là những con giòi trắng và béo ngậy, bò lúc nhúc, cùng với cái rễ cây ngải ở bên trong. A Khiên bắt hết những con giòi ra, cuối cùng là từ trong đó tìm ra được hơn 10 con giòi có màu đen tuyền. Đây chính là những con giòi có thể hút được độc từ cây ngải, vì thế người chúng đã biến thành màu đen. Những con giòi này dùng trực tiếp như bò ngải luôn cũng được, hoặc chỉ cần nhúng người đó vào trong nguồn nước ở nơi nào đấy, chỉ cần có người uống nước đó là chết ngay. Nhìn được hơn 10 con giòi trên tay, A Khiên mới cười lớn. Cuối cùng tao cũng thành công. A Kim, Gia Bang, chúng mày cứ chờ ở đó cho tao, tao quay lại rồi đây. Chúng mày chuẩn bị đón đợi một cơn thịnh nộ đi. Tất cả chúng mày đều phải chết, phải chết hết. Từ trong hang động vang ra tiếng cười ghê rợn của A Khiên. Giữa màn đêm tối trong rừng, những loài thực vật quanh hang nghe được tiếng cười ấy cũng phải giật mình kêu ré lên, rồi chạy ngay đi tìm nơi khác trú ẩn. Chương 12: Một đêm giết sạch. Sau khi đã nuôi được đám giòi độc, A Khiên gọi tạm chúng là ngải độc, gói ghém tất cả vào cái bình thủy tinh màu đen. Bên trên miệng thì dùng một cái nút bằng gỗ trầm nguyên chất bịt lại. Lạ lùng thay là đám giòi ngửi thấy mùi trầm từ cái nút thì hưng phấn đến kỳ lạ. A Khiên cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Hắn không ra khỏi cái hang ngay, mà đợi cho đến khi đêm về mới mò vào làng của A Kim. Làng của A Kim kể từ khi có 3 đứa bé bị mất tích thì luôn luôn cảnh giác cao độ.
Có người nói rằng trong rừng xuất hiện hổ tinh chạy vào làng bắt mất mấy đứa trẻ con. Có người lại nói giang bắt chúng đi rồi. Cuối cùng thì 3 tháng trôi qua, tung tích 3 đứa trẻ ấy vẫn bặt vô âm tín. Người làng tổ chức gác đêm, tuần tra cả đêm thay nhau. Nếu như có chuyện gì thì báo cho nhau nghe. Mấy đêm đầu thì họ còn háo hức và hừng hực ý chí. Nếu bắt được kẻ xâm nhập vào làng là một đại công. Ấy thế mà mãi tận 3 tháng trôi qua cũng chẳng thấy một ma nào vào làng. Dần dần họ cũng thoái chí rồi. Đêm ấy, A Khiên len lỏi trong rừng, đi từng bước nhẹ nhàng như một con hổ đang rình mồi. Hắn đi ra phía sau con đường vào làng. Nơi này thì hắn sinh sống đã 20 năm nên biết rất rõ mọi ngóc ngách. Trong bóng tối, A Khiên đi như một bóng u linh. Hắn đi đến cái giọt. Là những người đồng bào sát núi thì rất ít khi đào giếng. Họ dẫn nước từ trên rừng xuống bằng những đoạn ống tre nối vào nhau. Và cuối dòng thì xây một cái bể bằng xi măng. Và cuối dòng thì xây một cái bể lớn để chứa nước dùng chung cho cả làng, gọi là giọt. A Khiên đi đến cạnh cái bể nước ấy, thận trọng nhìn xung quanh xem có ai hay không. Sau đó mới lấy ra một con ngải độc. Con ngải bị lấy ra khỏi lọ thủy tinh thì dãy giụa không ngừng. A Khiên cầm nó nhúng vào trong nước. Với một chút ánh sáng từ trên trời hắt xuống, A Khiên nhìn thấy từ trên người con ngải độc có một cái chất màu đen lan tỏa trong dòng nước. Đến khi nó không dãy giụa nữa thì A Khiên mới bắt nó lại, nhét vào trong lọ thủy tinh, rồi hắn nói thầm ở trong miệng. Chúng mày đánh đuổi tao, tao cho chúng mày chết hết đi. Nói xong hắn mới tháo cái đầu cây tre dẫn nước từ rừng xuống vứt đi. Làm như vậy để tránh nước từ trên rừng chảy vào bể, làm trôi đi hết chất độc mà con ngải đã thải ra. Sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn rồi, không có dấu vết gì để lại, thì A Khiên mới quay người rời đi. Như thường lệ cứ sáng sớm, người dân trong làng ra ngoài bể nước gùi nước về để sinh hoạt trong ngày. Tập tục này của họ đã duy trì rất nhiều năm. Cả ngôi làng đang bừng lên sức sống mãnh liệt của ngày mới, thì từ một vài ngôi nhà sàn bắt đầu có tiếng la hét dữ dội. Trời ơi, Giạng ơi, Giạng ơi là Giạng, có ai không bà con ơi, cứu nhà tôi với. Nhà này vừa kêu cứu thì lại liên tiếp có mấy căn nhà nữa kêu lên. Rồi dần dần khắp trong bản, nhà ai cũng có tiếng khóc và tiếng kêu. A Kim và Già Bang chạy từ nhà mình đi xem xét. Nay nhà A Kim có việc nên chưa lấy nước về sinh hoạt nên mới thoát được kiếp nạn. Hai người chạy vào nhà em trai của Già Kim. Cả nhà người em trai 6 người, từ già tới trẻ, đang nằm lăn lóc trên nền ngôi nhà sàn. Khắp người bắt đầu tím dần, miệng thì sùi bọt mép, nằm trên đất co giật mấy cái, cả cơ thể biến thành màu đen tím tái. Chưa kịp đau lòng thì những ngôi nhà khác có người còn sống cũng chạy ầm ĩ quanh bản. Họ chưa bao giờ gặp cảnh như thế. Cả bản náo nhiệt mà thoáng chốc chỉ còn được vài người sống sót. Trong lúc gấp gáp, A Kim mới nói với Giả Bạc. Giả ơi, Giả nghĩ cách đi, chứ thế này bản ta chết hết rồi. Giả Kim ngậm cái tẩu trong miệng. Đây có thể là trúng độc rồi. Nếu nhà ai cũng bị thì chỉ còn một khả năng, chính là nguồn nước sinh hoạt của chúng ta đã bị ai đó hạ ngải. A Kim nghe cha nói xong thì thốt lên. Không thể nào có chuyện có người hạ độc được. Bản ta đâu có ai mà làm điều ác như thế này đâu cha. Hay là họ bị ngộ độc. Với lại bản ta cũng không gây thù chuốc oán với ai mà. Họ lấy lý do gì mà hạ độc tất cả mọi người chứ? Già Bàng vẫn lắc đầu. Ta ngửi đấy trong nước mà họ lấy về sáng nay có cái mùi gì đấy rất quen thuộc mà ta chưa suy nghĩ ra. Còn nói về vấn đề kẻ thù thì ta nghĩ đến một người, đó chính là A Khiên. Ta sợ nó quay về dùng chính những thứ học được để hại người dân nơi này. Ngôi làng chỉ vừa ngày trước còn nhộn nhịp, rộn vang những cười đùa của rất nhiều người, bây giờ chỉ còn đâu đó chưa đến 20 người sống sót. Những người còn lại thì chính là vận may của họ. Một cái đám tang mà số lượng người chết lại nhiều gấp mấy lần người sống chưa từng xảy ra. Cha con A Kim và những người còn lại mất hơn một ngày trời mới đào đủ số huyệt để chôn những người chết trong làng. Già có, trẻ có, và trẻ nhất chính là những đứa trẻ con chỉ mới có hơn 1 tuổi. Khi ấy thì bà con chưa hề có ý thức ăn uống vệ sinh, nấu chín uống sôi, cho nên nước từ bể đem về có thể uống luôn. Sau khi chôn cất đám người trong làng xong, Già Bang và A Kim họp những người còn lại.
Bây giờ làng ta tan nát hết rồi, người cũng chết cả. Tôi làm già làng mà không bảo vệ được mọi người, tôi xin lỗi rất nhiều. Có điều tôi cũng sẽ không để yên cho kẻ nào đã làm hại những người dân vô tội của làng mình. Tôi sẽ khiến hắn nợ máu, phải trả bằng chính máu của hắn. Akim nói xong, có một người phụ nữ may mắn sống sót đi lên nói nhỏ. Trưởng làng ơi, hình như hôm qua tao thấy thằng Akim ở trong mé rừng. Tại nó đi nhanh quá tao không nhìn rõ, nhưng cái bóng lưng đó tao quen. Cha con nhà Akim nghe thấy người phụ nữ nói thì mới thốt lên. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn việc này liên quan đến thằng A Khiên. Nó đã căm hận làng mình từ những ngày mọi người đánh đuổi nó đi. Chúng ta phải tìm nó, phải đòi lại công bằng cho những người đã mất. Tối đó, Gió Bác một mình rời khỏi nhà vào rừng. Ở trong rừng, ông ấy thanh nhanh nhẹn và thoát ẩn thoát hiện như một con ma rừng vậy. Những chỗ Gió Bác đi qua, ông đều để lại một ít bột phấn màu trắng, không màu không mùi trên những tán lá cây rừng. Hầu hết tất cả mọi lối vào trong làng đều được Gió Bác rắc loại phấn đó. Loại phấn này chính là dùng để truy vết. Không màu không mùi, người không phát hiện ra, nhưng mà những con ngải thường hay ăn loại phấn này sẽ tìm ra được người nào có dính phấn này trên người. Và kẻ đó nếu mà xâm phạm vào trong phạm vi của làng thì những con ngải nó sẽ biết ngay. Làm xong xuôi mọi chuyện, Gió Bác trở về nhà. Những người còn sót lại của làng tập trung tại một ngôi nhà gần nhà Akim. Nếu mà có chuyện gì cũng hỗ trợ nhau nhanh hơn. Nguồn nước trước khi lấy về uống đều phải được Gia Bang kiểm tra kỹ lưỡng. 3 ngày đi qua liên tiếp, Gia Kim tập trung theo dõi biến động của con ngải, hòng truy ra dấu vết của A Khiên, nhưng mà mãi vẫn không thấy hắn xuất hiện. Đêm nay bên ngoài xa ngôi làng, A Khiên đứng từ xa, ánh mắt hiện lên vẻ căm hận, hắn nghiến răng kèn kẹt. Gia Bang, A Kim, chúng mày chưa chết thì tao cũng không thoải mái. Tao muốn xem chúng mày chết như thế nào. A Khiên vẫn tự đại với ngải độc mán tạo ra. Hắn tự tin rằng không ai có thể phát hiện ra hắn đã bỏ độc trong nguồn nước cả. Lần này hắn vẫn quen đường cũ, đi vào trong làng bỏ ngải độc vào trong bể nước. Nhưng mà hắn chỉ vừa xuất hiện trong phạm vi là Gia Bang đã biết. Ông mới gọi A Kim. A Kim, có kẻ xâm nhập vào làng, có dẫn mọi người ra xem sao. Ta đi vòng ra bìa rừng, chặn đường thoát của nó. Gia Bang đưa một con ngải cho A Kim, còn ông thì xách theo con dao chuyên đi rừng để chạy vào trong. Khi mọi người A Kim vừa chạy đến thì cũng là lúc bắt gặp A Khiên đang đưa tay vào trong bể nước. A Kim mới hét lên. A Khiên, tao bắt được mày rồi, thật không ngờ mày lòng lang dạ thú đến như vậy. Những người trong làng đều đối tốt với mày từ tấm bé đến giờ, thật không ngờ mày làm hại họ. Mày còn không bằng con cầm thú. A Khiên hắn cũng ngạc nhiên không kém vì hắn vào làng rất cẩn thận. Thật không ngờ lại bị phát hiện. Mà đã bị phát hiện rồi thì còn cái gì mà phải giấu giếm. Hắn ta mới cười lên rồi nói. Chúng mày đánh hơi được tao cũng nhanh đấy. Tao làm cái chuyện này. Chúng mày làm gì được tao? Rồi cũng đến lượt chúng mày cả thôi. Không ai cản được tao đâu. Nói xong thì A Khiên cắm cổ chạy nhanh theo hướng vào rừng. A Kim mới hét. Đứng lại đó. A Kim vừa hét vừa đuổi theo phía sau. Mọi người còn lại cũng đều đuổi theo sát phía lưng A Kim. A Kim cầm lấy một cây nỏ, nhắm bắn về phía A Khiên. Nhưng mà hắn ta giống như là có con mắt phía sau vậy. Mũi tên gần bắn trúng người thì hắn lại nhảy qua một hướng khác lẩn trốn. Cứ thêm một người chạy, gần 10 người khác đuổi theo. Tiếng hò hét náo loạn cả một mảng rừng. Ở nơi xa, Gia Bang cũng đã nghe thấy tiếng đuổi bắt của những người ở làng. Ông biết ngay là kẻ làm hại, người dân trong làng lại xuất hiện. Gia Bang chạy thật nhanh đến hướng có tiếng hét. Ông nhận ra người đang chạy thì chính là A Khiên. Gia Bang thấy thế mới chạy theo một hướng khác đón đầu. Trong khu rừng, từng cái ngõ ngách nhỏ nhất, Gia Bang đều thuộc lòng ở trong đầu. A Khiên vừa chạy vừa trêu những người khác đuổi theo, nhưng hắn không ngờ rằng Gia Bang đã đứng chặn trước mặt từ bao giờ. Vừa thấy Gia Bang thì A Khiên giật mình đánh thót, ánh mắt cụp xuống, không dám đối mặt với Gia. Hắn thay đổi một hướng khác chạy vào rừng sâu hòng thoát thân, nhưng mà chẳng biết Gia Bang làm cách nào. Chỉ cần động thân một cái là cả người chạy rất nhanh. Dù A Khiên thay đổi nhiều hướng nhưng mà cũng không thể nào thoát được Gia Bang. Cuối cùng hắn không chạy nữa, nhìn Gia Bang mà nói. Ông mau tránh ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình.
ở nuôi dưỡng 20 năm của ông, tôi đã vứt đi khi bước chân ra khỏi ngôi làng này rồi. A Kim cũng đuổi đến nơi, số người đuổi theo cũng khá đông, nên họ bao vây lấy Già Bang vào chính giữa. Lúc này Già Bang mới lên tiếng: có phải mày hạ độc nước giết chết người trong làng không? A Khiên nghe Già Bang hỏi thì cười lớn: đúng là tôi làm, lũ các người đều nên chết đi, ai cũng phải chết, các người có chết thì lòng tôi mới vui vẻ. Già Bang nghe hắn nói vậy thì mới đầu lắc liên tục mà đáp: mày giống ma quỷ chứ không phải người nữa rồi. 20 năm trước tao nhặt về, bây giờ khôn lớn rồi quay lại làm phản thế này. Hôm nay tao sẽ giết mày. Nói rồi ông bằng một tư thế nhanh nhẹn vô cùng lao đến chỗ A Khiên. A Kim ở bên ngoài không lo lắng vì anh ta biết rằng Già Bang rất giỏi đánh nhau. Cho dù già cả nhưng mà những người thanh niên như A Kim chưa chắc có thể đánh thắng được Già Bang. A Khiên tránh né những đòn tấn công của già, hắn cũng tấn công lại, miệng liên tục mới nói: Ông mau dừng lại, nể tình ông nuôi tôi không làm hại ông. Nếu mà còn chặn đường của tôi thì đừng trách tôi vô tình. A Kim nghe thấy thế mới quát lớn: mày là cái gì mà ra lệnh khiến ông ấy dừng lại? Mày là nỗi ô nhục của cả cái làng này. Mày chính là một kẻ sát nhân máu lạnh. Trong một đêm mày đã giết chết biết bao nhiêu người, hả? Già Bang bằng những thế võ cổ của mình nhanh chóng đánh vào khiến đau đớn khó chịu. Hắn cũng muốn rút lui nhưng mà người của A Kim đã bao vây khu này dày như nêm. Cuối cùng lán bị Già Bang đấm cho hai đấm ngay mặt, một bên mắt thì đã thâm đen vì cú đấm. A Khiên nhiều lần trốn tránh hòng thoát thân nhưng mà bất thành. Cuối cùng thì không chịu đựng nổi nữa, lúc này A Khiên mới mở miệng cầu xin: Già Bang, tôi xin ông thả tôi đi, tôi biết lỗi rồi, xin ông đừng đánh đập tôi, xin ông, xin mọi người thả tôi đi, từ bây giờ tôi không bao giờ bước chân vào làng này nữa. Bỗng ai đó mới hô lên: giết nó đi, giết chết nó, tạ lỗi với những người bị hại chết. Cứ thế thì những người còn sống trong làng không ai thương hại A Khiên, mà họ chỉ mong rằng giết chết hắn ta mà thôi. Già Bang đi đến nắm lấy cổ, tú mắt đứng dậy, nhìn về phía làng rồi hét lên: mày nhìn coi, người dân nơi này họ không có tội. Những năm tháng mày ở đây, có ai đã đối xử tệ bạc với mày hay chưa? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh thì quay trở lại giết chết đồng bào của mình. Mày không bằng con beo con cọp trên rừng kìa. Mày nhìn xem, bao nhiêu mạng người vì lòng ích kỷ của mày mà đã chết. Kể cả đứa bé chỉ được có 1 tuổi. Chúng họ có tội tình gì? Hả? Mày nói xem. Già Bang nói rất là to, từng lời của ông vang vọng khắp núi rừng. A Khiên không dám đáp trả, khuôn mặt cúi gằm xuống dưới đất, cứ ngỡ rằng hắn đang ăn năn hối lỗi nhưng mà không. Trên bàn tay phải, hắn nhẹ nhàng rút một con dao nhỏ được giấu trong ống tay áo. Và nhân lúc Già Bang không để ý, hắn mới hét lên: mày đi chết đi cái thằng già, chúng mày đáng chết, cả cái làng chúng mày đáng chết. Nói xong hắn vung dao đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực của Già Bang. Những người có mặt tại hiện trường lúc đó không ai có thể ngờ rằng A Khiên lại dám giết Già. Già Bang hự lên một tiếng, ôm ngực ngã vật xuống đất. Chuyện này diễn ra quá là nhanh, những người xung quanh không có ai phản ứng lại được. A Khiên đâm Già Bang xong thì cắm đầu cắm cổ chạy vào rừng. Lúc này A Kim mới kịp phản ứng, cậu ta hét lên: Đứng lại, tao giết mày. A Kim gắn nhanh một mũi tên vào trong nỏ, bắn về hướng của A Khiên. Hắn chẳng kịp né tránh, chỉ kêu lên hự một cái và rồi lẩn vào trong rừng rậm. A Kim vứt nỏ xuống đất đỡ Già Bang lên. Lúc này Già Bang chỉ còn lại chút hơi tàn. Ông nắm tay A Kim thều thào mà nói: con cố gắng bảo vệ những người còn lại của làng. Ta đi trước, ta không thể nhìn thấy xây dựng làng được nữa rồi. Ta có lỗi với mọi người. Nói đến đó, Già Bang mới ho lên mấy cái, máu từ miệng ông trào ra ngoài, nhỏ lên người A Kim, rồi đầu của Già nghẹo qua một bên. A Kim mới hét: Già ơi, Già ơi! Tiếng hét của A Kim làm náo động cả khu rừng về đêm. Những người còn sống sót thì quỳ một chân chống gối lên, giống như người dũng sĩ tiễn biệt vua của mình. Vị già làng đáng kính của họ đã chết, tiếng sụt sịt vang lên.
A Kim ôm lấy xác già bang mà khóc. Rồi cậu thả xác của già xuống nói với người của mình: đem xác già tôi về làng, tôi phải đi tìm giết chết thằng A Khiên. Nói xong, A Kim một mình một nỏ chạy vào rừng. Những người còn lại không ai dám đi theo, vì họ biết rằng ân oán đó phải để tự trả. Mãnh Hổ tức giận thì không ai có thể xen vào. Và tập 5 đến đây cũng là kết thúc rồi. Chúng ta chỉ còn một tập nữa thôi là sẽ chọn bộ Ngậm Ngải Tìm Trầm. Cái bộ truyện này thì phải nói là nó bánh quấn thật sự luôn. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu rằng A Kim bây giờ đã già và Tín, con trai của Tùng, có thể trả thù được A Khiên hay không? Mời các bạn đón xem trong tập cuối sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong đến tối ngày mai.